Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái con gấu màu xanh này nha. Thì làm những cái con gấu này nó sẽ dễ chứ nó không có khó, nên là các bạn chú ý một xíu để là được nha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi vào cụ thể hơn cái video hướng dẫn làm nha. Rồi, thì bộ nguyên liệu của nó sẽ gồm đầy đủ tất cả những cái bộ phận để chúng ta ráp lại thành hoàn thiện một con gấu nha. Mình sẽ có bông nhét vào ở trong. Mình sẽ có đầy đủ những cái món trang trí, cục hít, cái mũi. Bộ này nó cũng sẽ có như thế này và có một cái bóp như thế này nha. Và mình sẽ có những cái tấm, mình sẽ có hai tấm lông nhỏ như thế này. Bên cạnh đó sẽ có hai cái tấm lông như thế này nữa, hai cái tấm lông hình bông hoa như thế này. Mình sẽ tách rời nó ra nha. Rồi mình sẽ tách rời nó ra. Cái này là phần thân và cái này là phần đầu. Làm con gấu này nó sẽ siêu dễ luôn, nên là các bạn chú ý một xíu nha. Bây giờ mình sẽ tách rời những cái này ra nha. Mình sẽ được những cái tấm như thế này. Những cái hình này nó đã được khứa sẵn rồi, nên là mình sẽ về mình tỉa lại. Tại vì nó sẽ còn những cái điểm ghé lên cái khung như thế này. Mình sẽ về mình ghé lên là xong nha. Rồi, tương tự những cái này nó đã khứa sẵn cho mình rồi, mình chỉ việc tách nó ra là được nha. Rồi, như vậy, như thế này là đầy đủ bộ nguyên liệu của mình rồi. Bên cạnh đó, nếu mà các bạn cái sản phẩm của mình mua cái máy ghi âm á, thì shop sẽ gửi cho các bạn một cái máy ghi âm nhỏ như thế này nha. Nó có sẽ ghi nhớ trong vòng 40 giây nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cụ thể hơn cái phần làm cái bạn cuốn này nha. Đầu tiên thì mình sẽ xả chỉ này cũng giống như mình may đồ á, nên là các bạn sẽ xả như vậy nha. Tiếp theo là mình sẽ may cái tấm lông này vô ở trong nha. Chúng ta sẽ may hai cái phần viền này đi theo nhau nha. Mình sẽ cố định nó trước, sau đó mình sẽ may theo cái viền của nó nha. Cái lỗ này nó nằm ở dưới và cái phần trên này nó sẽ là ở trên nha. Cái con này nó sẽ có hai màu, màu hồng và màu xanh, nên tương tự mình sẽ làm theo cái mình sẽ thích cái màu nào thì mình sẽ mua cái màu đó. Và những cái phụ kiện trên cái bộ nguyên liệu này nó sẽ giống nhau và cách đan nó cũng sẽ như nhau nha. Nhưng mà shop có hai màu nên là các bạn muốn làm màu gì cũng được nha. Rồi mình sẽ đan đến khi giáp cái vòng tròn này là chúng ta đã được cái mũi cố định vào cái mặt của cái con này nha. Con này nó có hình thù tựa như Kurumi á, nhưng mà nó sẽ y như là nó sẽ đậu một cái mũ vậy đó. Rồi chúng ta sẽ được cái hình như thế này nha. Rồi chúng ta sẽ gặp lại khi chúng ta đã đan xong cái phần này nha. Rồi đây là mình đã cố định xong cái phần mũi này vào cái viền mặt trước của cái con gấu này nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành là ráp hai cái phần đầu này lại với nhau nè. Hai cái mặt lông khi chúng ta đan nó sẽ quay vô nhau nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu từ cái viền bên này. Đây, mình sẽ cố định nó khớp với nhau là ok. Mình sẽ tiến hành đan từ vòng dưới này lên nha. Mình sẽ đan từ cái vòng dưới này lên. Cứ như vậy cũng tương tự như cái mũi thì mình cũng sẽ may giáp một vòng. Nếu mà mình muốn chắc hơn đó, thì mình sẽ may hai vòng cũng được luôn nha. Tùy mình thôi, tùy mình muốn đan như thế nào thôi. Rồi, cứ như vậy mình sẽ đan đến cái vòng dưới cùng nha. Rồi chúng ta sẽ gặp lại khi chúng ta đan giáp đến cái điểm này nha.
rồi, sau khi mình đã xong cái cố định xong rồi mình sẽ lộn lại mặt phải nha. Mình sẽ lộn lại mặt phải là nó sẽ như thế này. Sau đó mình sẽ tiến hành là nhét bông vô, nhét cái cục bóp này vô nha, nhét cái cục bóp mũi này vô nè. Rồi, cái lỗ này nó hơi nhỏ, nếu mà được thì mình sẽ thêm một xíu nữa để cho mình nhét nó vô dễ hơn. Đừng có to quá nó sẽ bị tuột nha. Đây, các bạn, mình sẽ nhét cái mũi này vô cái lỗ mũi trước của nó như thế này. Rồi, bên cạnh đó là mình sẽ bỏ luôn cái cục bóp này vô ở trên đầu luôn nha. Nhưng mà mình sẽ quay xuống như thế này nè, hai cái cục này nó sẽ áp vào nhau á, để khi mà mình bóp á là cả cái mũi và cái còi nó sẽ kêu luôn nha. Đó, mình sẽ để cho nó chồng lên nhau nha, sau đó mình sẽ nhét bông vô cố định lại. Mình sẽ nhét bông vô cho nó mịn hơn một chút, sau đó nó sẽ cố định lại được cái mũi nha. Bông xốp sẽ cho anh rất là nhiều nên là các bạn cứ yên tâm, mình cứ nhét cho nó cảm thấy nó phù hợp, nó thích hợp, nó đẹp thì mình sẽ dừng lại nha. Rồi sau khi mình đã nhét bông, bây giờ mình cảm thấy bao nhiêu đây nó sẽ vừa rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành là khâu cố định cái đường này lại luôn nha. Rồi mình sẽ khâu cố định cái viền, cái miệng dưới, cái phần dưới cổ này lại luôn. Rồi mình sẽ may như thế này nha. Rồi mình cứ như vậy, mình sẽ khâu hết cái đầu này lại nha. Rồi mình đã cố định xong cái phần đầu, nó sẽ được như thế này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là ráp cái phần thân nha. Hai cái miếng bông này mình sẽ ráp cố định nó lại với nhau, sau đó mình sẽ may nó lại. Mình sẽ may nó lại. Mình sẽ may nó lại như thế này, sau đó mình sẽ tiến hành là lộn nó ra cũng tương tự như cái phần đầu nha. Mình sẽ tương tự, mình sẽ lộn nó ra như cái phần đầu. Mình sẽ lộn nó ra như cái phần đầu nha. Rồi cứ như vậy mình sẽ đan giáp đến cái điểm này, sau để chừa cái phần này mình sẽ lộn ngược nó lại nha. Rồi sau khi mình đã đan giáp đến cái phần này, mình sẽ lộn lại những cái mặt này ra nha. Mình sẽ lộn cái mặt lông ra ngoài. Sau đó mình sẽ tiến hành là nhét bông. Nhét bông và nhét cái mình sẽ nhét bông hoặc là mình sẽ nhét cái máy ghi âm này vô trước nha. Để sử dụng cái máy ghi âm này, mình sẽ tiến hành là nhấn giữ cái máy ghi âm này, nó sẽ kêu cái tít. Mình sẽ rút cái này ra nha. Mình nhấn giữ cái máy ghi âm này, nó kêu cái tít, là mình sẽ bắt đầu nói. Đến khi mà mình cảm thấy đủ rồi mình sẽ thả ra. Nó sẽ kêu bíp bíp như thế này, là mình đã được thu vô trong này rồi. Mình muốn nghe thì mình sẽ nhấn lại một cái, là sau đó mình muốn nghe thì mình sẽ nhấn một cái. Còn mình sau đó mình sẽ cố định nó vào cái phần bụng này nha. Để sau các bạn muốn ghi âm lại thì mình sẽ nhấn giữ và sẽ bắt đầu nói lại. Nói đến khi nào mình cảm thấy ok thì mình sẽ thả ra và cố định nó vào cái phần này nha. Cái phần này, cái phần bấm này mình sẽ đụng, mình sẽ đẩy đẩy nó qua cái bên tai này một xíu nè. Sau đó mình sẽ nhét bông vào nha. Nhét bông vào, sau đó mình sẽ cố định cái phần bụng này lại nha. Rồi mình sẽ cố định cái phần bụng này lại. Mình cứ nhét bông cho đến khi mình cảm thấy vừa cái ý thích của mình rồi thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ ráp nó lại. Mình sẽ may chính nó lại luôn nha. Bông thì sẽ rất là nhiều nên là các bạn cứ thong thả nha.
Rồi bây giờ mình nhét âm xong là mình sẽ cố định nó lại như thế này. Cái phần máy ghi âm nó sẽ nằm trong bụng và cái phần bấm ghi nó sẽ nằm ở bên mé bên tay nha. Rồi mình sẽ cố định cái phần này lại, sau đó mình sẽ ráp cái phần đầu vào cái phần này nha. Mình sẽ ráp cái phần này lại. Mình sẽ ráp cố định cái phần thân lại, sau đó là mình sẽ tiến hành là ráp cái phần thân này với cái phần đầu nha. Rồi mình sẽ ráp cái phần thân với phần đầu nó sẽ như thế này. Ráp thì nó cũng sẽ đơn giản là mình sẽ đi cái đường viền này đi giáp với cái viền bụng là ok. Mình sẽ giáp một cái vòng tròn á. Rồi là mình đã ráp xong cái phần tay và phần đầu của chú cún này. Bây giờ mình sẽ tiến hành là trang trí những cái bộ phận lên trên cho cái chú này nha. Rồi mình sẽ cố định, đầu tiên là mình sẽ cố định hai cái chân trước. Hai cái chân này mình sẽ dán hai cái bàn chân. Trên này nói chung là toàn bộ cái bộ phận của nó thì đều đã được khứa sẵn hết rồi, nên là mình sẽ tỉa hết ra trước. Xong rồi mình sẽ dán luôn một lần cho nó dễ ha. Thì bây giờ là mình hết khâu rồi á, mình chỉ việc là dán thôi, nên là sẽ có một đoạn keo nến để cho mình dán nha. Nên là các bạn cứ yên tâm. Rồi sẽ có mắt mũi. Đây là màn trăng. Nói chung là đầy đủ bộ phận của nó, nên là các bạn cứ yên tâm. Mình ráp xong được cái đầu và cái mình rồi thì những bộ phận này nó rất là dễ luôn á. Rồi cái phần này là cái phần tai nha. Cái phần tai mũ á. Đấy. Cái này nó đã khứa sẵn rồi, mình chỉ cần là bấm nhẹ là nó ra thôi à. Mình chỉ cần bấm nhẹ là nó ra thôi nha. Các bạn sẽ bấm toàn bộ nó ra trước, sau đó mình sẽ cố định. Rồi mình sẽ bấm hết nó ra trước nha. Rồi mình sẽ gồm những cái bộ phận như thế này. Đây, hai cái tai này mình sẽ để sẵn luôn cho các bạn dễ hình dung này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là dán cái cố định hai cái lòng bàn chân này và hai cái tấm lông màu xanh nước biển này nha. Đó là cái chân. Rồi mình sẽ dán nó lại như thế này nha. Mình sẽ dùng keo nến và cố định nó lại. Mình sẽ chấm lên cái tấm vải nỉ này để cho nó dễ dán hơn nha. Rồi tương tự mình sẽ dán hai cái chân này và hai cái phần chân dưới của chú cún này nha. Rồi mình sẽ dán lại như thế này nha. Rồi tương tự mình sẽ dán bốn cái cục bông màu hồng vô. Mình sẽ dán bốn cục bông màu hồng vô cái đeo cổ này nha. Mình sẽ dán từ từ, từng chút một là nó sẽ được nha. Rồi sau khi mình đã cố định xong bốn cục bông hồng này rồi á, thì mình sẽ dán nó vô luôn nha. Keo nến nếu mà các bạn nào có súng bắn keo thì mình sẽ dán dễ hơn á. Rồi đây mình sẽ được cái thành quả như thế này nha.
mình sẽ được cái thanh quả như thế này. Nếu mà nó còn hở quá thì mình cứ chích thêm keo vô để cho nó cố định hơn là ok nha. Đấy. Và mình sẽ được thành quả như thế này. Sau đó mình sẽ dán tiếp tục là dán cái phần viền hồng này vô cái phần nước biển này nha. Rồi cả hai tay mình sẽ cố định nó lại như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cái phần cái trang trí tiếp theo nha. Rồi cái phần này nó đeo ở chỗ này là nó sẽ dính cái đầu lâu, cái hình đầu lâu như thế này. Các bạn mường tượng ra cái hình con Kurumi đó. Mình sẽ làm được cái con này nha. Rồi sau khi mình dán cái đầu lâu lên thì mình sẽ dán cái đầu lâu lên. Rồi, mình sẽ dán đầu lâu lên như thế này. Rồi sau đó mình sẽ dán mắt nha. Con mắt này nó sẽ nằm ở phía này. Con hai mí này nó sẽ nằm ở phía còn lại. Nếu mình có xuống bánh keo á thì mình bánh nó sẽ nhanh hơn nha. Và nó sẽ đỡ thấy cái phần xù xù đây. Cái mũi màu hồng. Rồi mình đã được cái mặt rồi. Bây giờ tiến hành là mình sẽ gắn hai cái tay. Hai cái tay nó vô hai bên như thế này. Đấy, nó sẽ giống cái con mẫu ở trên hình á. Với lại là cái vương miện ở trên đầu. Nó sẽ có cái vương miện ở trên đầu nha. Bác sẽ có cái này mình sẽ gắn lên như thế này nha. Rồi hai cái tay hai bên. Rồi nha. Rồi. Rồi mình đã như vậy là mình đã dán và cố định xong cái phần con gấu này nha. Thì bên cạnh đó là những mình sẽ còn giữ hai cái tấm màu trắng này nè. Các bạn muốn thì mình sẽ chấm nhỏ ở trên cái mắt á, tại vì cái chấm này là còn bự á. Mình sẽ tỉa một cái hình tròn nha. Đây mình sẽ dán nó vô chỗ đây là nó kiểu mắt ướt á. Như thế này nên là bây giờ là mình chỉ cần trang trí một xíu nữa thôi nha. Nên tự con mắt bên này cũng vậy. Rồi. Các bạn ấy thì mình sẽ cố định hai cái tay này nó chín vô một xíu, nó còn yếu quá thì mình sẽ dán nó thêm một chiếc keo nữa để cho nó cố định lại chắc hơn. Mình dịn một xíu nha cho keo nó khô, sau đó rồi mình sẽ mở ra nha. Là mình đã hoàn thành xong cái bạn này rồi. Thì các bạn sẽ làm từ từ theo cái hướng dẫn của mình thì mình sẽ hoàn thiện được một cái con gấu dễ thương như thế này nha. Nó có thể là cái móc khóa treo nên là mình sẽ tùy là mình sẽ khoét một cái lỗ chỗ này mình treo cũng được luôn nha. Nên là không sao hết. Mình sẽ khoét một lỗ chỗ này nha. Hoặc là mình sẽ may cái phần mình sẽ đục một cái lỗ qua cái phần đầu nè. Sau đó mình sẽ móc nó như thế này. Rồi, mình chúc các bạn sẽ hoàn thành sớm cái sản phẩm của mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.